nay chúng ta cùng tiếp tục đi xem thả diều tại Waterboys ở bến lức Long An nữa nha các bạn. Và ban ngày thì có diều khí động học to khổng lồ, ban đêm thì có diều đèn led lấp lánh sáng rực. Chúng ta cùng đi nào. Ôi cô bé chạy rất là nhanh, mình không chạy theo kịp rồi. À cô bé đang chạy về nè, cô bé thả diều giỏi quá đi. Em diều này đẹp quá các bạn ơi. Không cần chơi đâu anh ơi. Không cần chơi đâu. Một giây thôi, không cần đâu. Đang diều đây. Diều đây thôi được rồi. Diều đi cả ngày mình khám chừng gần nhau cũng không được. Đây có mấy móc. Hả? Đây có mấy móc. Anh Hùng ơi, Hùng ơi. Khán chào, khán chào. Khán dùng cái đống. Phễu xoay màu cam này sẽ được gắn vào dưới đuôi diều. Mà đã to như vậy nè, chắc là phải dài hơn 3 mét. Đây là hai em diều chiếc lá mùa thu, nhưng lại đang được tung bay trong gió mùa xuân. Hai em diều chiếc lá này dài khoảng gần 10 mét. Con này là con diều gì vậy anh Hùng ơi? Con này là con diều bánh trưng. À, con bánh trưng. Đang chuẩn bị cho nó lên nhưng mà đang đợi gió một chút. Dạ. Đúng rồi. Vâng. Rồi buông buông buông. Khi gió vào no đủ, em diều bánh chưng sẽ được thổi căng phồng ra và bay lên cao. Bye.
cái đuôi đen này của em nào vậy? Dài quá đi. À, là em diều mặc tuồng, tượng trưng cho loại hình nghệ thuật cổ truyền dân gian. Nhìn thật là oai nghiêm. Các bạn có nhìn thấy ở ngay giữa diều bánh chưng có chữ tâm màu vàng không? Dưới đuôi thì có bốn chữ vạn sự như ý, mong cho mọi nhà được yên vui hạnh phúc. Diều con rít, diều cá đuối, diều bánh chưng, diều mặt tuồng, bốn em diều khổng lồ này thật là quá đẹp đi mọi người ơi. Có thêm một em diều cá heo nè. Đến đây nhìn em ấy rất là phong độ. Wow! Diều mèo Kitty, diều Doraemon và em diều hải cẩu được gắn thêm cái đuôi màu vàng, nhìn thật là đáng yêu làm sao. Một em diều bạch tuộc tím khổng lồ rất là xinh đẹp đang được bay lên. Em ấy uốn lượn rất là nhẹ nhàng. Diều pilot hồng bay lên cao nè. Em diều cá đuối, diều con rít và em diều rồng con. Một em chim cú màu cam rất dễ thương, đang vỗ cánh bay cao. Ôi, một đàn chim chứ không phải chỉ có một em đâu.
chạy ha. Ừ, con chạy đi, con chạy xa xa đi, chạy xa thật xa đi. Thầy coi đây lấy mới được chứ. Không, chị lấy cầu vậy. Lấy cầu vậy á. Cầu đây này. Các em bé đang được ban tổ chức phát diều. Tối nay về không có hình không đóng không có con đi tới để tí tới. À, có ba em bé lớn cũng đang được phát diều nữa ta. Làm cho các em nhiều rớt xuống đất, nằm dài xếp lớp, thấy mà thương quá đi. Trời càng về tối, càng đông khách đến chơi và tham quan nơi đây. Khi bay trên cao, nhìn các em nhiều rất là nhỏ. Bây giờ nằm dưới đất, mới nhìn thấy kích thước của các em nhiều thật là khổng lồ. Chiều dài em cá sấu, em bạch tuộc này phải dài vài chục mét. Gió lại đang lên, em bạch tuộc giỏi nhất nè, đang cố gắng bay lên lại. Em nhiều cá đuối, em con rít và em diều cá sấu cũng đang cố gắng bay theo. Nhà tụi con ở gần đi không tụi con? Dạ còn. À, nhà tụi con ở gần đi luôn hả? Dạ. Hôm nay tụi con ở lại chơi với em diều đến tối luôn, tối có diều đèn á nha. Yeah. Rồi chúc tụi con đi chơi vui nha. Vui yeah. Vậy. Yeah. Hoàng hôn đã xuống, các em diều xinh đẹp này sắp phải nhường chỗ cho các em diều đèn rồi đây. Thật là sớm, khi mặt trời vẫn chưa lặn xuống hết. Các bạn cùng nhìn ngắm các em diều đèn từ trên cao qua màn hình của Flycam. Bầu trời đêm trở nên huyền ảo và sinh động bởi các em diều đèn xinh xinh. Hệ thống đèn LED nhiều màu sắc thay đổi liên tục.
em diều đèn lung linh sáng rực, nổi bật trên bầu trời đêm. Câu lạc bộ nhiều quê hương ngày càng vững mạnh phát triển.